Thân ái gửi lời chào đến cô chú anh chị gần xa. Hôm nay em có một căn nhà trọ giới thiệu đến cô chú anh chị mình ha. Thì căn nhà trọ em giới thiệu cô chú anh chị mình, nó tọa lạc là khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Thì cái vị trí căn nhà trọ mình là ở đây cô chú anh chị. Hiện trạng con đường này là con đường bê tông. Con đường này thì thấy rất là rộng cô chú anh chị ha. Cô chú chị ha. Thì tính từ mí này mình kéo qua mí này nó cần khoảng chắc cũng 8 mét. Đó. Thì trước mặt mình là chợ Suối Sâu cô chú chị ha. Thì ở đây mình ra chợ Suối Sâu khoảng chưa được 100 mét của chú chị ha. Đó. Trước mặt mình là chợ Suối Sâu. Đó. Còn hướng ngược lại đây mình thông luôn của chú chị ha. Ở đây thì nó sát khu công nghiệp luôn. Thì chợ Suối Sâu vô khu công nghiệp khoảng 300 mét là khu chế xuất Linh Trung. Đó, mình chạy lên xíu nữa là khu công nghiệp Trảng Bàng. Ở đây là dân cư đông kín của chú chị ha. Đó. Thì bất động sản giới thiệu của chú anh chị ngày hôm nay là ở đây là khu nhà trọ của chú anh chị ha. Thì căn nhà trọ này mình từ cái phía này là của chú anh chị ha, có cái trụ điện đây, mình sẽ kéo ngang qua bên đây, có trụ đèn bên đây là 10 mét của chú anh chị ha, dài là 39 mét đó. Thì có 390 mét vuông, thì hiện tại là có 340 thổ cư đó, thì còn lại là đất cây của chú chị ha. Đó, thì nói chung là gần full rồi. Thì hiện tại có 22 phòng, 2 cái ốt của chú chị ha, 20 phòng trọ và 2 cái ốt. Đó, cô chú chị thấy ha, 2 cái ốt phía trước. Đó. Thì phòng trọ thì mỗi phòng thì mỗi một tháng thu nhập là 800, còn 2 cái ốt này đó, mỗi một tháng là mỗi cái ốt là 2 triệu của chú chị ha. Đó. Thì bây giờ em quay cho cô chú anh chị mình xem tham khảo ha. Hiện tại vì tất cả công nhân, anh chị em công nhân mình đi làm hết rồi, cho nên là không có quay bên trong. Thì chủ cũng nói là phòng trọ mình có gác đúc của chú chị ha, có gác đúc đó. Thì ở trên thì thiết kế máng xấu là đi nước nó chảy ra mé bên ngoài đó chú chị ha. Thì trước mắt thì em thấy phòng trọ mình con đường này thì hai chiếc xe ra vào thoải mái đó, được cái là vậy ha. Còn bên trong á thì cho nên không có xem bên trong được, cô chú anh chị mình cũng thông cảm ha. Thì nếu cô chú anh chị mình quan tâm thì đi xem trực tiếp ha. Thì thấy cái từ cái mí đó mình kéo ngang qua mí này là một phòng là diện tích chắc cũng khoảng 1m 2m 3m ha, 3m dài 4m đó. Hai bên 448 thì chừa đường ra. Rồi do nhu cầu mình đánh giá đi. Chứ bây giờ em không có quay bên trong được cô chú anh chị mình xem ha. Tại vì tất cả cô chú anh chị mình đi làm hết rồi. Đó. Cho nên phá cửa, phòng nào phá cửa phải có một phòng trống để quay ha. Sáng sớm em đi cũng sớm mà không kịp. Thì vị trí đất mình đây là hết đất đó. Tất cả là 20 phòng trọ và 2 ký ốt, tổng cộng là 22 chú chị ha. Đó. Thì mỗi một phòng là cho thuê chỉ có 800 thôi, tại vì khu vực này xưa giờ công nghiệp nó phát triển lên là cái giá nó như từ nào giờ nó dậy rồi. Còn để ở khu công nghiệp thành công Phượng Hòa thị xã Trảng Bàng là nó vip nhất khu vực tỉnh Tây Ninh luôn cô chú chị ha. Nói từ khu nghiệp Trảng Bàng, chiếc xuất Linh Trung này và Phước Đông đó, và là Dương Minh Châu, nói chung là tất cả em đều biết là khu công nghiệp thành công là vip nhất. Phòng trọ bên đó ít nhất từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi cô chú chị ha, 2 triệu cũng có đó. Khu bên đó vip, trọ rất là rộng rãi, sạch sẽ, đẹp, tường này ốp gạch hết, cho nên là giá bên đó vip với công nhân bên đó làm lương cũng ổn định hơn, giá cũng cao hơn thị trường. Rồi bây giờ em mời cô chú chị mình đi một đoạn nhé, mà trước hết cho cô chú chị mình xem cái hướng. Thank you.
Rồi cái hướng bất động sản mình là hướng Tây của chị ha. Tây. Rồi mời cô chú anh chị mình đi ra một đoạn ngay chợ như là quốc lộ 22 cho cô chú anh chị mình xem ha. Thì từ vị trí này mình lên trung tâm thị xã Trảng Bàng tầm khoảng 3 km cho chú chị ha. Mình về bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 35 36 km cho chú chị ha. Dân đồng tính. Nhà trọ thì cho thuê full chú chị ha. Thì với tài chính mà 5 tỷ rưỡi thì chủ còn thương lượng với cô chú chị ha. 5 tỷ rưỡi chủ bán hết căn nhà trọ của mình với diện tích ngang 10 dài 39 thổ cư 340 đó. 20 phòng trọ và 2 kiosk của chị em. Ở đây là chợ Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng của chú chị em. Thì trước mặt mình là quốc lộ 22 đường Xuyên Á, mình quẹo tay phải là mình về thành phố Hồ Chí Minh của chú chị ha. Mình quẹo tay trái thì mình về thị xã Trảng Bàng cũng như là thành phố Tây Ninh, cửa khẩu Mộc Bài. Hướng này mình chạy vô trong là khu chế xuất Kinh Trung của chú chị ha. Mình chạy khoảng 400 mét nữa là ngay cổng khu công nghiệp Trảng Bàng của chú chị ha. Thì Trảng Bàng này có cổng 1, cổng 2 đó. Chợ Suối Sâu mình chạy vô thì khu chế xuất Linh Trung. Ngã tư Xanh Cỏ mình thường gọi đây là ngã tư An Cương. Mình về trái là vô khu công nghiệp Trảng Bàng cũng như là khu chế xuất Linh Trung.
mình về tay phải thì mình về Lộc Hưng, Củ Chi cũng như là Bình Dương của chú chị ha. Còn mình chạy thẳng thì về Trảng Bàng, thành phố Tây Ninh, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Cảm ơn cô chú chị mình đã quan tâm và theo dõi ha, đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn, hẹn cô chú chị mình clip sau.